TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Sau những lời khen ngợi của Travel & Leisure, tạp chí danh tiếng của Mỹ, thì mới đây, CNA, kênh tin tức truyền hình bậc nhất Singapore, đã giành vị trí đẹp nhất trên trang chủ để viết về Son Forest của EcoPark, tòa tháp xanh đang gây chú ý trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại. Ngay trên tiêu đề của bài viết, ban biên tập của CNA đã nhận định Son Forest EcoPark khi được đưa vào sử dụng năm 2020 sẽ vượt qua tất cả các tòa tháp xanh nổi tiếng tại Singapore và hơn 10 quốc gia tại Đông Nam Á và trở thành tòa tháp xanh biểu tượng cao bậc nhất Đông Nam Á. Thậm chí, với chiều cao gần 200m, Son Forest còn có chiều cao nổi bật hơn so với Bosco Verico là 110m tại Milan, tòa tháp xanh từng được vinh danh đẹp nhất trên thế giới. Ngoài CNA, tạp chí kinh doanh của Singapore, Singapore Business Review cũng đánh giá Son Forest sở hữu kiến trúc xanh thanh thoát và đầy tinh tế như một nàng thơ khi soi bóng bên hồ, cảnh quan rộng hơn 540.000m2 bên bờ vịnh đảo. Tòa tháp này không giống như một tòa tháp chung cư thông thường tại Việt Nam, mà giống với một nơi thiên đường nghỉ dưỡng giữa một thành phố xanh bậc nhất Việt Nam. Tại Việt Nam, chưa có một dự án bất động sản nào được hàng loạt các tờ báo lớn và uy tín trên thế giới dành những vị trí đẹp nhất của tờ báo để viết. Đặc biệt, tất cả các tờ báo này đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về kiến trúc, không gian sống của Son Forest.